xin hân hạnh giới thiệu với một cái người nghệ sĩ này mà Giang Ngọc cũng đã biết anh thời gian khá là dài. Trước đây khi bắt đầu tham gia quay hình trong một cái DVD của trung tâm diễn xưa thì Giang Ngọc đã gặp gỡ anh. Anh thật ra là một cặp song sinh, và sau một cái thời gian vắng bóng bởi vì công việc nghệ thuật, hiện nay anh cũng đã là một bác sĩ character và trở lại với sân khấu ca nhạc bằng cái hobby, bằng cái tình yêu thương của mình. Thì anh đã xuất hiện rất nhiều những cái chương trình ca nhạc, cũng như là khi mà đi diễn show ở đâu thì cũng được rất nhiều những cái vị khán giả thương mến và những tràng pháo tay ủng hộ anh rất là nhiều. Và điều đặc biệt nhất thì tất cả các ca sĩ đều thương mến để gọi anh một cái tên thật là dễ thương, đó là Lady Gaga. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nói đến cái tên của người ca sĩ này thì chắc quý vị của anh đều biết và biết đến rồi. Nhưng mà đặc biệt nhất đây, khi mình nói đến Lady tức là phụ nữ, mà người ca sĩ này là nam. Bởi vậy cho nên anh có giỡn mà nói với Giang Ngọc là thôi bây giờ mình gọi là Man Gaga. Thật ra Giang Ngọc mới nói là thôi bây giờ đã lỡ đổi là Man Gaga rồi, thành ra mình đổi luôn. Well, open up your mind and see life.
Xin kính chào quý vị, đêm vui vẻ tối nay. How you guys doing, San Jose? Lần đầu lần lòng tin, mười mấy năm mà Ryan trở lại sân khấu. Hồi đó thì Ryan có đứa sân đôi, một nem Hanson. Và hiện tại bây giờ thì Hanson đã bận làm việc bên Vegas. Thành ra Ryan go solo for now. Thành ra Ryan mới làm 5 DVDs, Đỗ Thanh, Blue Ocean, đây làm SBTN của Đại Giá Ngọc. Anh em gặp nhau vui quá. Sau mấy cái DVD Đỗ Thanh từng tới song hành rất là hay mẹ và tình ca Việt Nam. So and that's perform. So làm ơn ủng hộ cái DVD của mình, Đỗ Thanh Entertainment. Chào quý vị. Món quà nhỏ để gửi